tên tôi nhá, tên tôi là Mai Văn Vang ạ. Đầu tiên huấn luyện là như sư 442, như Tượng Sơn Nông Cống. Xong 3 tháng đó là bọn tôi biết là đi xe đâu mất 7 ngày ạ. Vào 7 8 ngày đó. Rồi đến An Giang. An Giang được ở đâu là được 3 4 ngày đó. Rồi bắt đầu là lên Sa Đéc Đồng Tháp là huấn luyện ở đó 3 tháng đúng không? 4 tháng. 3 4 tháng gì ở như Sa Đéc Đồng Tháp này, như cái đồng Đầm Lác. Rồi sau đó là đến tháng 12 năm 78 là bắt đầu là di chuyển lên Hồng Ngự. Rồi lúc nữa là bọn tôi đi bằng xe. Rồi sau bị biên chế vô cái đại đội 18 là 12 đi 8. Huấn luyện ở đó là khoảng 4 tháng nữa. Ở cái đại đội 12 đi 8 là của thuộc bộ Trung đoàn 9 à? Trung đoàn 9. Vâng. Trung đoàn 9 sư 339. Dạ. Sau là buổi chiều nữa là bọn tôi đi xe lên coi Hồng Ngự. Đi Hồng Ngự cũng đêm không biết là mấy giờ bắt đầu là xuống tàu. Xuống tàu và đó là đi đến đến gần gần sáng. Bắt đầu tôi lên một cái gò là nó thấy bò với mía với dân nó nằm đó, mà tôi nằm ở đây là đạn nó bắn ở bên kia mà tôi thấy rồi. Đạn cứ bay qua bay lại là nó ung với oanh đến đổ lừ rồi nữa. Thế là đến sáng mai là lại có cái thuyền là nó chở từ bọn tôi từ bên đây qua sông sang bên kia. Một đi một cái cánh đồng trống nữa là mới vào tới quê Thường Thế Tiền. Ôi trời, tôi nói sang đến cái bờ bên kia tôi cũng chắc là mình cũng được nằm một cái khẩu đây đây. Hòm nó để la liệt sẵn hết tất cả rồi. Nó để bờ sông bên kia. Rồi bọn tôi mới lên trên Hồng trên Thường Thế Tiền là đánh coi như là suốt ngày không nữa. Nhưng mà tiểu đoàn là đi dưới đồng bưng. Bọn tôi thì đánh ở trên trong làng này. Một pháo nó bắn dòng tới bên đây của trời trời. Tôi nói tôi min không thấy thằng nào chết mà tôi lính mình coi như là nó chết. Trời trời, nó khiêng về coi như là cái hình như một tiểu đội chi là coi như cái kiểu thanh niên xung phong. Có ông khiêng lính mình không? Đấy, đánh đó coi như là được 3 ngày. 3 ngày xong bắt đầu là lại xuống lần này là bắt đầu là xuống tàu này, xuống tàu là đi lên Châu Đốc. Lên Châu Đốc thì hình như ở đó được 2 ngày đến buổi chiều đúng không? Tuần. Đừng tuần này mấy ngày đó. Bắt đầu là mở chiến dịch sang Campuchia. Suốt cả cái đêm mùng 1 tháng 1 năm 79 là sang năm 80 là bắt đầu là năm 79 là bắt đầu là đánh ở Campuchia. Bà tôi sang cái bờ bên kia kênh Bình Tế rồi, là đây là cái lắp phà lắp phiếc cho xe tăng với ô tô mình qua cái kênh Bình Tế, nó cứ kinh với quang với các thứ đó. Mình nằm trên đây coi cũng run. Mà bên tây cái núi Tâm Đưng, cái đó là gọi một núi Tâm Đưng của anh, là suốt đêm là cứ thấy bắn le te mấy phát thôi. Rồi cái tên bắn bị bạch vậy đó. Thế là sau đến mờ sáng 25 khẩu pháo 105 của mình tôi bắn khoảng 30 phút. Dạ. Trời trời, cái núi Tâm Đưng tôi nói là nó mù mịt, tôi coi như là hắn trắng toát cả một cái khu. Mà là bắt đầu là lính mình mà nó lên là đi em đoạn của cha thấy thằng nào chết, thấy thằng nó nằm ở giữa đường, hắn chết thằng cẳng ở trên cái võng đấy. Chứ là cái trận là vợ tôi mở màn sang Campuchia. Từ đó bắt đầu là đi xe. Cố đi xe trên đường không rồi. Đi lên mấy Phu Sát ở đó 4-5 ngày đó. Vợ tôi lên đó là cái sư 330 là nó bàn giao cho một cái khu nhà tù đó là cũng 30 thằng. 30 thằng lính viên còng chân hết ở trong đó. Chứ là xong đó là vợ tôi đi. Đi dần bàn lại bàn giao cho cái đơn vị nào đó, nó coi như là ở như rồi nó lên nó trồng cái nhà tù đó. Thì sau quay lại đến nửa đường thì bọn tôi bị bắn một cái xe cối, mà cái thằng đấy hắn cùng với xả luôn, nó chết ở trên xe cối, kêu nó xuống nó không xuống, bắt đầu đạn cối nó nổ nên là nó bắn mẹ xuống đường lấy cái thằng cột kéo đi, mà không biết nó chôn mình cầm một chiền hắn điểm về Việt Nam này. Rồi sau đó vẫn tiếp tục đi xe, vẫn cứ đi xe ô tô rồi. Đến công bông Chi Lăng, chạy được một khúc, một cái đoạn mà hắn bắn của tiểu đoàn là mấy bốn 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 cái xe này,
là bị cháy. Rồi bọn tôi liều hết lên trên núi, mỗi lần cái trận đó đánh là đánh phục kích. Cho nên mà mình không phải đánh trận. Là lần ấy mình thiệt hại cũng nhiều. Cái trận đó, mấy cái trận đánh phục kích thì mình chết cũng lắm. Từ đó trở đi bắt đầu là không chia cậu gì nó là cha con mới nào chui vào rừng. Từ đó là bắt đầu là đánh ác liệt. Ngày nào cũng phải biết được 3 trận. Đánh liên minh rồi chứ coi như là lên được đến đến cái chỗ ngã tư Tà Kiều. Ngã tư Tà Kiều là đánh nhùng nhằng nó có 1 tháng. Là cứ tín lui đi được 1 tháng. Thì sau là cái trận đánh Tà Kiều, cái trận này tôi kỷ niệm nhất. Là buổi chiều khoảng 4 giờ là bọn tôi là đi phối hợp với lại là trinh sát của trung đoàn. Là đi vào đánh một cái khu ở trong đó. Là lần nữa là không có tiểu đoàn nó đánh gì rồi. Còn cái lính trực thuộc này qua vừa mà đánh không biến bằng tiểu đoàn giống mấy ông đây. Bắt đầu đi đến một khúc bờ đê đó. Thì leo qua là cái bờ đê thì ở trong ở bên kia là có một cái rừng dầu. Rừng dầu nó cũng không dài, nó lưa tha lưa thưa. Đến nó coi như bìa rừng bắt đầu cha thấy thằng Minh nào là bắn một loạt rồi. Bắn nhoang chi nhặng là bắt đầu đi tiếp, không thấy động tĩnh gì. Thì là lại đi tiếp. Đi được một đến nửa rừng. Thì là tôi mới phát hiện đấy cái thằng lớn ở ngoài Nam Định này. Hắn mới đứng kề tôi là phát hiện lấy một thằng min. Hắn tát lên tôi phát một cái cây dầu nhá. Bắn luôn cái búa vào cái mặt tôi. Tôi chạy. Ô trời, đứa là cố mà chạy này. Chạy là coi sau cái thằng là hắn ở ông Hào mà ở bên ông ấy nấu ăn ở Nam Định là ông gánh cái bộ xuông nồi mà bắn một phát xuyên chân thì nhá, ông vẫn gánh ông chạy chứ mà thôi bỏ đi chạy cho nó nhanh, ông không cứ chạy sao mà lên bắn một phát rồi trúng luôn một cái chân bên nữa, lúc đó ông luôn bên bộ ông chạy sau rồi mà tôi mới chạy đến cái bờ đê mà sau tôi ngoái lại tôi nói hất lên đi chi mà nhắm mắt nhắm mũi lên bắn coi như là cha bên coi chết thì không nói. Là sau đó coi như là ta lại bị lên coi như là 4 cái thiết giáp BM-113 đó là lên ủng hộ là vẫn thấy mình chạy nhiều quá mà thế là bọn tôi là vẫn chạy cái đoạn đê cụt xuống đường dưới vừa đến cái đoạn đê cụt lại thấy lồm nha lồm nhổm coi pin coi hắn chạy lên lúc nha lúc nhúc một cái thằng vác khẩu đai liên giục bỏ đi và rồi vứt cái âm cái vào cái bụi dừa và đâu là phóng ô trời hết bắn từ đấy thì sau là chạy đến nửa đồng thằng Loan bữa hắn đấy này hắn bị thương 2 mảnh vô trùng cái mặt này là sau mãi là hắn bị vứt ba lô đến chạy là cái trận hôm đó là bọn tôi là chết mất 13 thì vì lấy hắn bắt sống mất 2 thằng lại 2 thằng là một thằng ở những ngoài Nam Định là thằng gì ngoài Nam Định cái thằng Khính này 2 thằng bị bắt sống nữa ở Thiều Phúc. Còn là cái thằng kia ở ngoài Nam Định thì là 2 thằng nó bị bắt sống. Còn mình chết mất 13 thằng. Là cái trận là bọn ta đánh ở bên trên coi như là ngã tư Tà Kiều đó. Ôi trận thì bọn tôi đánh nhiều trận. Nhiều trận ác liệt lắm. Nhiều mà đánh toàn giáp lá cà không. Mà riêng nghĩ đặc biệt là lính mình nó toàn đánh ban ngày không. Đêm là ít, đêm là chỉ có lính mình là đi đánh thôi. Còn đánh là đánh toàn đánh ban ngày thì ta với hắn coi như là cách nhau cũng bờ ruộng nhưng mà hắn xua dân nó kêu la chí cha chí chóe ở bên rừng bên kia mà mình nằm bên đây. Còn cái trận mà bọn tôi chạy coi mất xác đi coi như là mất đại đội mất cũng 3 ngày mới tập trung lại được. Úi trời cái trận nào đấy hắn đánh coi như là mà bọn tôi coi như là tăng mà hắn lên mà hắn ủi mà bù bù lên mà bùi bù cái bọn tôi nằm ở công sự thấy mà và sau là tôi thấy nó coi như hắn bắn mà quả bên mốt mà coi như hắn cái đùi của nó văng đến gần bọn tôi rồi còn tại vì kiểu này là không chạy lại mà xong rồi bùi hết đạn xuống đến cái công sự bắt đầu là chạy tôi đánh sao mà chạy anh có trận lần nào đánh hắn phản kích lại nó như thế nào thế toàn chạy không chạy tôi đã đánh 2 trận để chạy có một trận cùng cái Tà Kiều thì bọn tôi không chạy nhưng mà trận đấy chắc là hắn chết nhiều
Thì cũng bằng đây cho đến cái vườn ở bên bên kia này. Thì cũng đánh buổi chiều thì bọn tôi nằm ở công sự hết. Mà thấy cái nhà như dỗ ở bên cái bìa rừng bên kia rồi. Mà tôi thấy là cối 6 với ly, cối 8 với ly, cối pháo là hắn bắn lên mạnh làm chắc có chuyện rồi. Là dứt khoát là hắn là bắn pháo yểm trời, dứt khoát sẽ xung phong. Hắn sẽ lên. Hắn nào nó chuẩn bị tinh thần rồi, cái thằng Lương Hà Nam Đinh hắn nằm một cái khẩu gọi Karinov của Liên Xô, khẩu ba chân nó loại bắn nhanh lắm. Là biểu là để sẵn nó đi, đạn để sẵn nó đi, hắn giả hết một cái lọt pháo đây là dứt khoát hắn sẽ xung phong. Y rằng oa chặt bắt đầu loạn như nhà chặt mình đây là tôi muốn phẹt là coi như là mù hết cả lên coi như là chiều hắn cứ la ué gì tùm la luôn một lên gần lắm lên rất gần rồi một đây cũng không chạy về năm cũng chưa chạy vô cứ coi dưới là nằm là phẹt một đến khoảng đến gần 2 phút thấy đi mặt thằng đi thì không thấy lên đến đây nữa đã thấy một cái thằng cu đấy coi đủ thấy sao đi im đấy lò lò hắn làm cho cái đốt một phát ở đây thì tụt xuống kia thì thì bị hỏng rồi nè bắn xuyên đầu à. Lúc mà thấy thế ngừng thì một cái trận đó hắn cũng không đánh được nhưng mà bọn tôi là gọi là mình nằm công sự đó đó là hắn chạy khơi khơi trên à. Bắt đầu thua là bắt đầu là hắn không thua nhưng mà trận đó mình không đánh xung phong đánh xung phong thì mấy ông này ví dụ nên là chiếm một cái chỗ nào đây các ông nên là ở đến tiểu đoàn này hay đánh xung phong thế còn bọn tôi là chỉ nằm gọi là bảo vệ trung đoàn bộ à. Còn nó gặp thì nó đánh thôi. Đấy, cái thằng kêu đấy, thằng kêu mấy trận, một trận thu 4 cục pháo của mình. Thằng lính thông tin coi như là thương lá dãy dây điện, đang dãy dây điện ở như đường đấy, để đi từ trung đoàn đến trung tiểu đoàn đấy. Bắn chết tươi trên đường lụt, chết ôm luôn một cái cuộn dây điện đấy. Là nằm đấy chết, mà chỉ lấy xác được, lúc nữa đang đánh mạnh chỉ lấy được, biết chết đó vẫn nằm đấy. Đấy, cái tờ kêu đó, tờ kêu thì đánh nhì nhằng thì nhiều. Cái trận mà buổi chiều mà cái lính ấy mới quân trường ra ở bên Cửu Long sang này. Bổ sung 400. Thằng nào nói đẹp trai lắm. Vàng tây nên có thằng đeo thằng không có nhìn thằng nào mỏng mờ lắm. Bổ sung buổi chiều là sớm mai là bổ sung tiểu đoàn luôn. Lính chiến đấu là mới quân trường ra bổ sung luôn tiểu đoàn chiến đấu luôn. Tôi nghĩ trong bụng mai là chắc chả qua được mấy thằng. Đúng đến mai là chết. Khiêng mẹ coi như là cái lâm dừa là coi như này. Ôi trời ơi. Đa số là cái lính mới thôi chứ còn lính cũ thì ít. Ít chết. Ôi trời nhiều trận đánh kỷ niệm. Cái trận mà không biết bọn tôi đánh mà thằng kế chết á. Thằng kế là hắn đang chạy gần cái công sự bắt đầu dính có một tí mảnh vào trong cái ngay tim. Tôi lên tôi vác hắn xuống cái bờ mương mà coi như là ba tháng sau tôi cứ để máu như cái áo tôi mặc. Không thay thì cứ để nó mặc. Cái trận nữa coi như là hắn lính mình coi như... Nó diễn biến như thế nào anh? Hả? Nó diễn biến như thế nào cái trận đấy? Cái trận đó là coi như là bọn Min là ở trong cái lùm dừa kìa. Chứ mình đây khoảng 3 giờ chiều rồi mới được tổ chức lên đánh cái vườn dừa đó. Đánh Min cái chỗ đó. Bữa nữa là tôi lại phối thuộc đi tiểu đoàn. Ừ, bữa nữa tôi lên là mang xuống 12-8 xuống tiểu đoàn. Không, phối thuộc là chỉ mấy anh thôi là đi xuống tiểu đoàn là đem xuống AK thôi. À. Còn đi phối thuộc với tiểu đoàn. Mấy thằng mới quay như này chắc chắn là coi như ngày hôm nay là chết rồi. Có gì coi cái thông tin về coi đi tiểu đoàn là cũng chết rồi. Chứ cha ra gì sống. Đấy một ngày đánh tiểu đoàn đánh bộ đánh xung phong mà thì xác định là mình chết rồi. Chứ là đi. Tôi với chín với mấy thằng đó là đi. Đi lên đến vô đến gần đến cái lùm dừa rồi thấy một thằng nó phải cái tay này đó, chứ mà nhìn cái đại đội là nó lại đi đây ra vừa mới nói xong quay ra tán liền hai quả bên mốt ô chật chật hết cả hồn này. Cái thằng Lương Hà Nam Đinh dân thấy cũng gớm bắn lại mấy trái liền và sau bọn tôi mới chạy lên cái cũng chỗ nó lại cũng là của cái bờ đê mà thấy chạy bên kia coi như là điền trì để chịt thằng đi coi như là lính Min là nó càng nó chạy. Nó chạy mà chả biết thương cô chết hay không. Sau là bọn tôi vô cái lùm dừa. Vô cái lùm dừa là ngồi là trời nắng. Mà vô nó chú. Chứ là mình là ngu. Chứ là sau lúc bọn tôi là vì ra cái ngoài cái cánh đồng. Nối với chỗ lùm dừa sau đó khoảng 15 phút là bắn pháo.
mù mịt hết ở trong cái lùm dừa luôn. Hôm đấy là bọn tôi chết mất 4 thằng, chết một cái thằng ở làng này, thằng nó tên nó thằng Cương. Thằng Cương với lại thằng Giới người Hậu Lộc. Với lại hai thằng miền Tây bị chết rồi đó, phí bị thương ngô nó mấy thằng ạ. Sau bọn tôi chạy ra một cái cánh đồng, đang chạy ra cái đồng để gặp cái công sự. Chỉ là hai thằng bị tụt xuống cái công sự. Tụt công sự mà tôi nằm ở đây mà thấy hắn ở bên kia. Mà đây là pháo bắn mạnh, bắn cái bữa nó bắn pháo coi như thế. Dầm 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 nữa coi như thế. Sau lên ngồi được một lúc rồi lại chạy. Một ông tiểu đoàn 4 với lên một thằng thông tin. Lại chạy đến lại chụp xuống luôn cái hầm của tôi. Để chụp xuống cái hầm của bọn tôi đang nằm nữa. Mà bọn bắn chuẩn chân tang lên quả bên một trúng nắp hầm luôn. Ô trời ơi, bắt đầu là ông tiểu đội trưởng này ông bị sức ép chảy máu mồm rồi. Gặp ngay một cái tổ cái lửa, nó lên là nó đốt rồi nó cắn rồi nó chia rồi nó mù không dám lòa lên đông trống mà. Cái chỗ đó là như cái công cục sự đông trống. Mà nó bắn coi như là chốt cả buổi chiều là có bắn pháo không. Chẳng coi như sau coi như tối hôm đó coi như là và tôi cũng thoát được. Tối hôm đó coi như là xong rồi coi như là nghĩ đến mai lại đi tiếp. Lại cứ tiến hành là cứ đi đánh tiếp. Ngày cũng kể trận là nhiều trận, nhưng mà có trận mà đa số là mình gặp hắn là chạy. Chỉ nổ pháo nổ súng được một lúc cái là chạy. Là lan can hắn chạy. Trận mà bọn tôi coi như nằm ở trong cái một cái khu nhà này có 5-6 cái nhà. Mà bắn pháo tăng mà gọi là dừa cãy gần hết. Bắn một cái khu nhà là cứ dừa coi như là pháo tăng là pháo tăng bắn nhanh lắm mà hắn không lên, hắn chỉ bắn pháo vô đó thôi. Cái thằng Tạng người của mình thèm thuốc quá coi như là chạy lên coi như đi mồi được thuốc vừa thòa để chạy được 2 bước dính ngay một cỏ cuối 6 chết đành đạch luôn nằm ở giữa được trận ở như thế. Bọn cái trận đấy tôi đánh lại gần nhưng mà hắn không lên, bọn tôi cũng cứ nằm một chỗ, hắn cũng không lên. Cái trận mà đánh như chỗ cái khu nhà. Tôi gọi là đi vào trong cái quốc lộ 56 rồi đi vào trong coi như là 5 nhà, 7 nhà, 20 nhà đều khỉ đều gà rồi nhiều. Bọn tôi đang nằm như vườn mía mà cái âm cây coi như thế. Chạy ở nơi cái xe cháy còn cái thằng này hắn vắt. Không cái thằng lái xe thằng này nó vắt lên những ngọn cây. Hắn tung hẳn lên ngọn cây. Nên vấp phải mi tăng đấy. Đánh nhiều trận coi như thì ác tiệt. Có bọn tôi là không ít bằng người như ông Chính với Lê ông Khảo đây, vì tiểu đoàn là người ta bao giờ tới đi trước. Mà tôi là trực thuộc là cái đi đằng sau thôi. Lúc đó nó cháu là chủ yếu là mình đi tìm và đánh. Chẳng qua chút để được vận chuyển vào nhớ. Sáu đạn bắn viên đạn 12-8 à. Ở trong đó là chủ yếu mình đi đánh anh nhỉ. Chứ cái chỗ huyện Lách coi là trước là có một cái sông nữa mà như không có phà có phủng như là coi như là dân đưa đò mình đi sang bên kia là mình đi quốc lộ 46 vô 5 nhà 7 nhà này ở trong đó chứ. Quốc lộ đó. Có cái ngầm Lách. Đó là cái Lách. Bây giờ làm trời ơi, chắc làm cầu lâu chứ. Đó cái chỗ Lách. Mình tôi cũng nằm nữa mãi. Sau là đi vô quốc lộ 46 đi bị vào trong rừng sâu, lúc đó là nói mà đi vào cái chỗ 7 nhà với 20 nhà này. Không phải những chóc nhưng mà mưa khoảng 5 phút nó dột xuống tới đất. Gọi là rừng già là dày đặc. Gọi là lá cây một thứ là dày cứng bưng bít ấy. Mà tôi vô gặp cái lính gọi là lính biên phòng nữa, gọi là đưa đến biên giới đó. Tôi đuổi chốt giết một người cũng xương không. Trung đoàn 14 cơm xương không của gì lẫn gầy nhòm ăn uống không có. Trực thăng của mày xuống chi đến hạng đất. Chỉ đứng ở trên là thả xuống một cái bãi nào đó thôi. Chứ không dám hạ xuống. Hắn đến bắt đầu là trực thăng đến là hắn bắn. Bắn cối, bắn pháo ra cái thứ ở bên cái ở như giáp Thái Lan này. Trần ấy.
Đó là sông Cơ Long. Cơ Long. Ừ, không biết cái sông sông gì đó. Cơ Long. Ừ. Và tôi đánh nhiều trận hay. Trận vào mùng 1 Tết mà đánh qua cái sông sông Mê Công ấy, sông Tông Đê Chát sang mấy cái tỉnh Chiêm Diệp thì ôi trời. Đi thuyền sang đánh, mình ở bên đây đi thuyền sang đánh. Bọn tôi thì nằm ở bên đây, bắn hỗ trợ sang bên đó thôi, ví dụ cách một cái sông là mình đi qua sang đó là hắn nằm bên kia này. Là đánh, vì tụi đoàn đánh cũng ác. Đánh cái coi như sau cũng chiếm được. Chiếm được rồi lên thấy coi như là thấy được một bà thằng. Hắn chết hắn nằm trống kêu trên cái ruộng. Chứ còn hắn chạy đi đâu hết thì cũng không biết, còn mình thì cũng chết. Thân chết nó dơ trồng gọn, coi như máu lương lõa ra, coi như là những cái ruộng này, coi như là thứ ba thằng. Thế nên chết ở những cái trận mà tôi đánh ở bên sang bên Xìm Chiệp này. Đi hai cái sông như đánh bữa mùng 1 Tết, mùng 1 đến mùng 2 Tết năm 80 gì nữa. Đánh ở cái sông nữa. Đánh bên Xìm Chiệp. Chứ bọn tôi thì đa số ở như phía Nam, chứ còn ở phía Bắc thì là ít. Chiêm Diệp với các thứ ở bên phía Bắc thì nó ít. Và tôi đánh là như cái quốc lộ 4 mà chạy đi cái cảng Công Bung Xôm nữa. Cái ngã tư là ép. Cái ngã tư ở như cái đường chạy đi cảng Công Bung Xôm là cái chỗ nữa là có một cái đống củi lần cháy khoảng mấy tháng chưa hết nhá. Thuộc Công Bung Xôm. Đó cái chạy đi đánh như cái quốc lộ quay cũng lộ 4 như thế. Đến ngã tư là ép là ép là ép thì coi như là bọn tôi đánh rồi đó. Đánh như đến mà đa số là đánh đến là nó chạy thôi à. Cứ đi gặp đến là nó bỏ là nó chạy. Ở như mấy cái quốc lộ đó. Mê nhiều trận. Nhiều trận. Ở như sân bay Vũng Tiêu, Phú Sát. Bọn tôi cũng nằm sân bay Vũng Tiêu như Phú Sát hay chỗ cái nhà ga sân bay Vũng Tiêu đỉnh Phú Sát đó cũng nằm nữa là nằm đợi rồi cũng không đánh, sau là bị đi truy lùng vào trong rừng. Bọn tôi đi vào trong rừng bắt đầu cắt rừng là bị đánh sau đó là bắt đầu cắt rừng về suối lớn là đi hôm đó là bị về suối lớn là về đường Vách Lây Hia Lây Hiếc gì đây này. Tôi nói dân Campuchia, tôi nói là hắn chết. Thằng ngốc ngoại có, thằng đang bò có, thằng chết khô đi có, thằng ngất ngơ cũng có. Thì bộ đội mình đến bắt đầu ăn cơm đó. Ăn cơm bắt đầu là bỏ ra, bắt đầu thằng còn khỏe thì bò, hắn bốc hắn ăn. Thì thằng thì ngấp nga, ngấp ngoại, hắn nằm trên võng ở dưới nhiều lắm. Giờ cái dân nó cũng chết thôi. Ăn thịt lẫn nhau luôn. Tới không được nữa. Lui cũng không xong, kiệt sức rồi. Là cái lần mà tôi cắt rừng mà đi mấy ngày ở trong rừng, sau là mới quay bên cái suối lớn nhé, suối lùng thôi. Chứ còn trận đánh thì là hắn chỉ có tháng giêng, tháng hai, tháng tư, tháng năm, cái tháng bảy. Bảy là hắn gọi là đánh ác liệt thôi. Mà ác liệt nhất là vẫn ngã tư Tà Kiều một tháng trời, cũng một lúc nó tập trung 4 sư đoàn là đánh. Đánh sư 339 á, còn sư 330 lên nằm đằng sau này, nằm không phải đằng sau lên nằm đường hông. Giữ sườn thì bọn anh đánh. Rồi thì đánh nữa thôi, mình cứ lên được 2-3 bữa, hắn lại đánh, lại tụt lại lên, chết, Tà Kiều chết, vô vàn chia một cái chia, ta cứ gọi một chia công chờ ấy. Sang coi như là cái lính mình coi như là cái loại bao mà của Liên Xô nó tài trợ đó, là hơn 3 mét đó, là đút một đơn buộc lại coi như là dán cái biển hy sinh với họ tên ở đây đó, là rồi đợi của xe sang bốc đi mà mình chở cũng kịp rồi. Như ngã tư Tà Kiều á, anh á, hắn buộc cái ngã tư Tà Kiều vào đó là từ đó là hắn thông, hắn cũng đánh nhưng mà coi như là chỉ nhì nhằng cũng vài bữa đâu là hắn này chạy với lâm bình là cứ đi thì cứ bám theo nó đánh thôi. Thế thời gian sau là mới đi truy lùng vào trong rừng này mới đánh. Còn là vô 7 nhà 12 nhà thì đều gà đều khỉ thứ thì coi như là chủ yếu là mình vô coi như là trung đoàn 14 đó thôi.
và đi hỗ trợ thôi. Và tôi nằm ở trong đó còn được chặt, chỉ cần rung cảnh cái là táng mấy quả bên mốt rồi. Gớm dữ bọn ấy. Lính mình ạ, với cái thằng trinh sát coi như là cái của sư đoàn, vô tiểu đội hay là à một đại đội hay mấy vô trinh sát, chết chốt giết cũng nhiều ở bên chỗ trung đoàn 14 này. Trung đoàn 14 em biết rồi, em có gặp gỡ mấy anh trung đoàn 14. Nhưng lúc đó nằm vườn mía là chết chốt rất nhiều. Còn là nằm vườn mía là chết vì mìn. Chốt chết. Mìn là hắn cài sẵn đó, hắn phục mình đó. Chết về mìn. Cái lần mà tôi được đi phép này, với thằng hắn đi chính sách ra gần đến lách rồi, thằng này biểu cô nhìn lên đi lên đi trước đi lên kia đi hút thuốc rồi không đi, mà tôi bìa rừng bên đây thì từ đây sang đến cái vườn cây bên kia này thì có một dãy đường lấy trống đây là trống, mà hàn là đang mùa mưa là hắn có cái rãnh rãnh nước mưa rồi, mà tôi không đi. Thế là mấy thằng với đi trước mà đi một đoàn như cái chả về mấy thằng. Hắn giật 13 quả mìn. Chết. Tôi nói là cái ở như cái đường nữa quậy là máu chảy đổ lừ ở trên cái đường đó. Mà hắn còn hắn mình nằm ở đây coi như là thấy hắn chạy lên rõ ràng mà. Hắn chạy lên hắn luôn bắn cái thằng chi liên đạc cho ông bảy đấu chưa. Đó. Hắn còn hắn bắn sao các anh không phản ứng gì cả, nó đánh thế mà các anh không phản ứng gì cả. Hắn giật mình có một chút mà chưởng cái là hắn cút rồi. Hắn hắn giật mình xong cái coi như khoảng đến chớp nhoáng có một chút cái là lên cướp đồ, sao là lính thằng nào chết chết coi như thằng nào sống sống coi như là sống lên nó bắn bồi luôn. Hắn bắn bồi luôn, hắn bắn một thằng một quả bắn mốt một háng vào coi cái chân hắn vắt cổ lên trên, hắn vắt lên trên cổ bữa nó chết coi như là khoảng gần 20 thằng. Đi phép gọi là mình vừa là đi ra ngoài lách đi lấy gạo rồi lấy thực phẩm rồi lấy ấy với lấy kết hợp rồi đi phép rồi đi chính sách là đi cái đoàn nữa à. Đi cái đoàn lên để ra lách à. Mà ở trong đây là đi ra ngoài lách để ra ngoài, anh thì đi ra ngoài tẩy gạo tẩy đàn tẩy nhu phẩm các thứ bô nó ra gần đến đấy còn nó giật cho coi như là chết một đống một cồn rồi đó. Phục kích đánh phục kích là đa số là mình chết chứ hắn có chết mà cứ chớp nhoáng cái lần đi mà bọn anh có đi phục kích nó không, ta đi phục kích mà ít không, chắc cái đơn vị hỏa lực của bọn anh thì ít không, cứ tiểu đoàn thôi nhưng mà không, ít khi gặp của thính bọn cánh tiểu đoàn đấy đi phục kích chân mê. Vâng, em biết rồi. Bắn quân đấy đi chết chết tiểu đoàn đó chứ bọn tôi thì lại ở trực thuộc là không phải đi phục kích, gọi là gì gọi là trung đoàn bộ đi đâu là mình đi đó. Vâng. Chúng nó ấm sườn hơn. Ấm sườn vì lấy mình là chủ yếu là giữ cái trung đoàn bộ đó. Nó đỡ hơn là cái bộ binh. Tôi nói với chú nhá, cái video này mà phát lên mà mấy cái ông miền Tây mà còn nhớ là cái sư 339 nhá. Là coi như là ở vườn mía suối lớn đó thì còn nhớ. Đấy mà liên lạc ở như đa số là như Tiền Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp. Vâng. Là lính ăn bú chung sau. Ở Ngọc Hiến ở như Cà Mau á. Hiến mấy thằng Tiền Giang cũng nhiều. Rồi ông Châu đại đội phố mình chắc là giờ chắc ông cũng chết. Lê Hồng Châu. Lê Hồng tên. Rồi thằng Bông người Cửu Long. Bùng. Rồi thằng Trương. Chứ thằng Nhã chết mìn sồi cả bộ gan, Nhã người Đồng Tháp. Nhã người Phú Hữu, Sa Đéc Đồng Tháp. Đẹp trai, ca cải lương hay. Cái lúc đó là tôi là tiểu đội trưởng rồi. Bữa đấy là vì bảo đi chặt kè để về lập cái ấy này. Bộ đá phải mìn của hắn coi như là trời hỏng rồi. Hắn đã phinh một phát là coi như là dứt khoát là có yểm dính rồi.